pháo thủ Nga hạ khí tại Mỹ viện trợ Ukraine ở khoảng cách 28 km. Ukraine tuyên bố tấn công tàu hộ vệ tên lửa Cyclone của Nga ở Crimea. Tổng thống Zelensky muốn NATO bắn hạ tên lửa Nga. Quan chức Iran hé lộ tinh tiết mới vụ rơi trực thăng chở Tổng thống Raisi. Ông Biden đã kích ông Trump vì dùng ngôn ngữ của Hitler kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình toàn cảnh quốc tế được phát sóng hàng ngày trên kênh YouTube Báo điện tử VOV. Vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong chương trình. Còn bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, Bộ Quốc phòng nga mới đây cho biết nhóm pháo thủ nước này đã có đoàn tập kích chính xác nhằm vào khí tài quân sự Mỹ viện trợ chỗ cho na ở khoảng cách gần 30 km tại lưu vực sông Đền Nhép thuộc tỉnh Kherson. Hãng tin TASS dẫn một đoạn trong thông cáo của Bộ quốc phòng nga viết: trong khi tiến hành hoạt động phản pháo thuộc chiến dịch quân sự đặc biệt. Đơn vị pháo binh dù trong cụm quân Đờ Nhép đã phá hủy lựu pháo M777 của lực lượng vũ trang Ukraine và một kho đạn giá chiến nằm ở lưu vực bên kia sông Đờ Nhép của tỉnh Kherson. Các lính dù Nga đã khai hỏa pháo 2A36 ở vị trí cách đối phương 28 km. Việc phát hiện vị trí khí tài đối phương và điều hướng tọa độ cho pháo binh đã được UAV trinh sát Zala thực hiện. Sau khi khai hỏa, kíp pháo thủ Nga nhanh chóng phủ lớp ngụy trang lên khí tài trước khi rời vị trí khai hỏa. Theo TASS, khí tài 2A36 được nhóm pháo thủ Nga sử dụng trong đoạn video trên là lựu pháo được đưa vào biên chế quân đội Liên Xô từ giữa thập niên 1970. Pháo có khối lượng 9,76 tấn, chiều dài khi hành quân là 12,92 m và khi tác chiến là 12,3 m Khả năng nâng góc nòng của 2A36 nằm trong khoảng từ 2 đến 57 độ và kiếp chiến đấu có 8 binh sĩ. Tầm bắn tối đa của 2A36 có thể lên tới 40 km. Bộ Tổng tham mưu Ukraine mới đây cho biết, lực lượng nước này đã tấn công tàu hộ về tên lửa dịch lồng thuộc dự án 22800 của Nga ở thành phố Sevastopol, bán đảo Crimea, vào đêm 18 dạng sáng 19 tháng 5. Trước đó, Ukraine cũng tuyên bố đã phá hủy Korovets, tàu quét mìn hải quân thuộc dự án 266M của hạm đội Biển Đen của Nga vào đêm 18 dạng sáng ngày 19 tháng 5. Thông tin về tàu Cyclone, tàu mang tên lửa hành trình Kalip của Nga, bị tấn công bắt đầu lan truyền trên mạng từ đầu tuần này người đứng đầu trung tâm liên lạc chiến lược của lực lượng phòng vệ miền nam Ukraine, Dmytro Politenchuk cho rằng, nếu thông tin tàu Cyclone của Nga bị tấn công ở Crimea là chính xác, thì lực lượng Nga sẽ không thể phóng tên lửa Kalib từ phạm vi gần sát Ukraine. Các tàu hộ vệ tên lửa còn lại của Nga hiện đóng tại Novorossiysk. Nga hiện chưa bình luận về thông tin liên quan tàu Cyclone. Hôm 18 tháng 5, giới chức Nga cho biết, lực lượng nước này đánh chặn 9 quả tên lửa ATACMS và một phương tiện không người lái ở Crimea. Trang chuyên theo dõi thông tin liên quan tới bán đảo Crimea cho biết, vào đêm xảy ra vụ tấn công, một con tàu có chiều dài tương tự cyclone đã biến mất khỏi hình ảnh vệ tinh tại Sevastopol. Kênh Telegram Spy Dozier dẫn nguồn tin riêng cũng cho biết tàu cyclone đã bị tấn công. Các phân tích riêng biệt của Radio Svoboda đã nêu khả năng tàu cyclone chứ không phải tàu quét mìn Korovet đã bị tấn công. Trong một cuộc họp báo thường kỳ ngày 21 tháng 5, người phát ngôn lầu năm góc Patrick Ryder cho biết, Bộ Quốc phòng Mỹ tin là quân Nga đã đạt một số tiến bộ nhỏ gần các cốp. Theo trang web của Bộ Quốc phòng Mỹ và TASS, khi được hỏi có phải Nga có 510.000 binh sĩ đang tham gia cuộc xung đột ở Ukraine hay không, ông Ryder cho hay, tôi không có con số cụ thể để cung cấp cho bạn, ngoài việc nói rằng chúng tôi biết có hàng chục nghìn binh sĩ Nga đang hiện diện ở Ukraine. Tất nhiên, gần các cốp, các lực lượng Nga đang tiến hành một cuộc tấn công mới và đạt được một số tiến bộ nhỏ. Trước đó cùng ngày, sau cuộc họp với nhóm tiếp xúc quốc phòng Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết, quân Nga đã mở một mặt trận khác ở vùng khắc cốp, nơi có thành phố lớn thứ hai của Ukraine. Ông Austin cho biết thêm, bất chấp sự tiến bộ của Nga, vũ khí của Mỹ nên được sử dụng bên ngoài lãnh thổ Ukraine. Chúng tôi kỳ vọng Ukraine sẽ tiếp tục dùng vũ khí mà Mỹ cung cấp để nhắm vào các mục tiêu bên trong Ukraine. Tướng Sharp Brown, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ cho biết, Nga mở cuộc tấn công mới nhằm thiết lập một vùng đệm nông dọc biên giới Ukraine. Moscow dự đoán rằng điều này sẽ chuyển hướng sự tập trung và năng lực của Kiev khỏi các khu vực quan trọng khác. Kiev thừa nhận tình hình ở khu vực Kharkov đang vô cùng căng thẳng. Bộ Tổng tham mưu Ukraine ngày 14 tháng 5 thông báo, lực lượng Kiev phải di rời đến các vị trí thuận lợi hơn gần Vochansk và Lukyansk. Bộ Chỉ huy quân sự Ukraine cũng báo cáo đã đưa thêm quân sự bị từ khu vực. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận Kiev đang thu hút các đơn vị này từ các khu vực tiền tuyến khác. Theo đài RT của Nga, trong bài phát biểu với cơ quan truyền thông Mỹ tại Kiev, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã tuyên bố với tờ New York Times rằng Mỹ và các đồng minh NATO nên bắn hạ tên lửa của Nga, cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine và cho phép Kiev tấn công trực tiếp vào lãnh thổ Nga. Ông Zelensky cũng đề cập những gì Mỹ và Anh đã làm vào giữa tháng 4 khi Iran tấn công vào Israel bằng thiết bị bay không người lái và tên lửa. Cả Mỹ và Liên minh châu Âu đều phản bác, cho rằng không thể so sánh tình hình Ukraine với tình huống ở Israel. Nhà lãnh đạo Ukraine cũng kêu gọi NATO cung cấp các hệ thống phòng không Patriot. Trong bối cảnh quân đội Nga đã đạt được bước tiến trên chiến tuyến, Tổng thống Zelensky và các trợ lý đã tăng cường kêu gọi phương Tây cung cấp nhiều vũ khí hơn, đặc biệt là hệ thống phòng không Patriot và máy bay chiến đấu F-16. Kiev cũng yêu cầu dỡ bỏ các hạn chế về sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp để tấn công sâu bên trong lãnh thổ Nga. Mỹ và các quốc gia đồng minh đang chỉ cho phép Kyiv sử dụng các tên lửa do phương Tây cung cấp, nhắm bắn vào các mục tiêu của Nga bên trong Ukraine, hoặc các lãnh thổ của Ukraine đã bị Nga sáp nhập, gồm Crimea, Zaporizhia, Kherson, Donetsk và Lugansk. Về phần mình, Nga cho biết các vũ khí của phương Tây đã được Ukraine sử dụng để nhắm bắn nhiều lần vào khu vực Belgorod. Moscow cũng nhiều lần cảnh báo các loại vũ khí do phương Tây cung cấp cho Kyiv không thể ngăn chặn được các mục tiêu chiến tranh của Nga và chỉ làm kéo dài cuộc xung đột này. Thưa quý vị, trong bối cảnh Mỹ và các đồng minh đã đóng băng khoảng 300 tỷ đô la Mỹ tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga như một phần của các lệnh trừng phạt việc Moscow mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Duma Quốc gia tức Hạ viện Nga, ông Leonid Lutsky mới đây đã khẳng định Moscow sẽ đáp trả việc Liên minh châu Âu sử dụng số tiền thu được từ tài sản đóng băng của Ngân hàng Trung ương Nga để hỗ trợ chỗ Ukraine. Trên ứng dụng tin nhắn Telegram, ông Leonid Lutsky nhấn mạnh, Nga đương nhiên sẽ đáp trả EU Ông Suzuki nhấn mạnh, EU đã hủy bỏ quyền sở hữu tư nhân của phương Tây và cũng đánh mất niềm tin của các nhà đầu tư. Đợt rút lợi nhuận đầu tiên từ tài sản của Nga bị đóng băng ở EU sẽ diễn ra vào tháng 7 và trong tương lai sẽ được tiến hành hai lần mỗi năm. EU phải trải qua quá trình tranh luận kéo dài trước khi đạt được thỏa thuận giữa các quốc gia thành viên về cho phép sử dụng các khoản lợi nhuận thu được từ tài sản bị phong tỏa của Nga để hỗ trợ Ukraine một số quốc gia tỏ ra lo ngại trước việc sử dụng tiền thu được cho mục đích quân sự. Slovakia và Hungary bày tỏ dè dặt trước khả năng cung cấp viện trợ quân sự cho Kiev, trong khi Cộng hòa Séc ủng hộ việc sử dụng số tiền thu được từ tài sản của Nga bị phong tỏa ở châu Âu để hỗ trợ và tái thiết Ukraine. Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ Vương quốc Bỉ giữ cương vị Chủ tịch Luân phiên, EU đã thông qua được đề xuất mang tính thỏa hiệp trong vấn đề này. Theo kế hoạch của EU, lợi nhuận hàng năm của các tài sản này dự kiến từ 2,5 đến 3 tỷ euro và 90% số tiền thu về sẽ được sử dụng để mua vũ khí cho Kiev, thông qua cơ chế hòa bình châu Âu, EPF. 10% còn lại sẽ được chuyển vào ngân sách EU và được sử dụng cho mục đích tái thiết Ukraine. Kể từ khi xung đột ở Ukraine nổ ra vào cuối tháng 2 năm 2022, Chính quyền Tổng thống Biden đã cấm sử dụng các kho vũ khí do Mỹ sản xuất để tấn công vào trong lãnh thổ Nga nhằm tránh xung đột lan rộng. Bất chấp cuộc tiến công của Nga và Khắc Cốp, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết các vũ khí của Washington không nên được sử dụng bên ngoài lãnh thổ Ukraine. Tuy nhiên, một nhóm nghị sĩ trong lưỡng đảng Mỹ đã gửi thư đến chính quyền Tổng thống Biden cho rằng Ukraine không thể tự vệ do chính sách hiện tại của chính quyền Tổng thống Biden. Bộ Quốc phòng Mỹ cần cho phép các nhà lãnh đạo Ukraine tiến hành đầy đủ các hoạt động cần thiết để phản ứng trước cuộc tấn công của Nga vào lãnh thổ có chủ quyền của họ. Bức thư cũng yêu cầu Mỹ tăng cường hỗ trợ huấn luyện phi công và phòng không Ukraine. Các nghị sĩ đề nghị cung cấp cho Ukraine 7 tổ hợp phòng không Patriot để bảo vệ các khu vực đô thị khỏi các cuộc tấn công tên lửa. Khi những báo cáo gần đây cho thấy sự hỗ trợ cho Ukraine không đủ số lượng và không đúng thời điểm, điều đó đã khiến tình hình trên thực địa trở nên khó khăn hơn. Bức thư này đã được ký bởi 13 nghị sĩ, trong đó có Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Michael Turner, nghị sĩ Đảng Dân chủ bang Connecticut Jim Himes và hạ nghị sĩ bang Virginia Gary Connolly, người từng là Chủ tịch Hội đồng Nghị viện NATO. Tiếp tục chương trình với một số tin tức quốc tế liên quan đến tình hình tại khu vực Trung Đông. Thưa quý vị, liên quan đến vụ rơi trực thăng ở tỉnh Đông Azerbaijan, Tây Bắc Iran khiến Tổng thống Ebrahim Raisi và các quan chức tháp tùng thiệt mạng. Tránh văn phòng Tổng thống Iran mới đây đã tiết lộ thêm tình tiết mới về vụ tai nạn này. Trong cuộc phỏng vấn với truyền hình quốc gia hôm 21 tháng 5, Goloham Hossein Esmali, tránh văn phòng Tổng thống Iran cho biết, điều kiện thời tiết ở vùng Vazakwan, nơi trực thăng chở Tổng thống Raisi, Ngoại trưởng Hossein Ami Abdullahian và hai quan chức hàng đầu tỉnh Đông Azerbaijan gặp nạn vào hôm 19 tháng 5, lúc cất cánh và trong hầu hết chuyến bay diễn ra một ngày trước đó rất hoàn hảo. Ông Esmaili ngồi trên một trong ba chiếc trực thăng chở các quan chức Iran trở về sau khi dự lễ khánh thành đập nước ở khu vực biên giới của Iran với Azerbaijan, nhưng không cùng trực thăng với Tổng thống Raisi. Hãng thông tấn quốc gia Iran IRNA dẫn lời ông Esmaili cho biết, các trực thăng đã cất cánh vào khoảng 13 giờ địa phương chiều ngày 19 tháng 5 trong điều kiện thời tiết bình thường. Sau 45 phút bay, phi công lái trực thăng chở Tổng thống Raisi, người phụ trách đội bay, đã ra lệnh cho các trực thăng khác tăng độ cao để tránh đám mây gần đó, Tuy nhiên, chiếc trực thăng chở Tổng thống, vốn đang bay giữa hai trực thăng còn lại, bất ngờ biến mất sau 30 giây di chuyển trên mây. Ông Esmaili cho biết, phi công lá trực thăng chở ông và các quan chức khác đã quyết định bay lòng vòng và quay lại tìm kiếm trực thăng chở Tổng thống Raisi. Theo ông Esmaili, sau nhiều lần cố gắng liên lạc với trực thăng chở Tổng thống qua thiết bị vô tuyến và dù không thể giảm độ cao vì mây mù dày đặc, trực thăng của họ vẫn tiếp tục bay và hạ cánh xuống một mỏ đồng gần đó. Ông Esmaili lưu ý, Ngoại trưởng Ami Abdullahian và người đứng đầu đơn vị bảo vệ Tổng thống đã không trả lời các cuộc gọi liên tiếp sau đó. Tuy nhiên, khi các phi công của hai chiếc trực thăng còn lại liên lạc với cơ trưởng Mostafavi, người phụ trách trực thăng của Tổng thống, người nhận cuộc gọi là Mohammad Ali Alehasem, giáo sĩ đứng đầu buổi cầu nguyện thứ sáu Tabriz. Giáo sĩ Alehasem kể đang ở trong tình trạng không tốt và trực thăng đã rơi xuống một thung lũng. Bản thân ông Esmaili đã liên hệ lần thứ hai với ông Ali Hassem và nhận được câu trả lời tương tự về tình hình. Tránh văn phòng Tổng thống Iran cho biết, khi chúng tôi nhìn thấy chính xác địa điểm xảy ra tai nạn, tình trạng của các thi thể Tổng thống Raisi và các quan chức đồng hành khác đã tử vong ngay lập tức khi vụ tai nạn xảy ra. Còn ông Ali Hassem qua đời sau đó vài giờ. Hôm 21 tháng 5, quan chức cấp cao của chính quyền Tổng thống Joe Biden cho biết Israel đang cập nhật kế hoạch tấn công quân sự ở Rafah, theo cách khiến Mỹ hài lòng. Công bằng mà nói thì Israel đã cập nhật kế hoạch của họ. Họ đã quan tâm đến nhiều mối quan ngại mà chúng tôi đã bày tỏ. Khi được hỏi liệu Israel có thể tiến hành một cuộc tấn công ở Rafah trước những lo ngại của Mỹ hay không, quan chức cấp cao nói rằng Tel Aviv đang đi đúng hướng để làm điều đó. Quan chức cấp cao Mỹ cho biết, Tôi phải nói rằng khá rõ ràng là người Israel đang xem xét những lo ngại đó một cách nghiêm túc. Đồng thời cũng lưu ý rằng tình hình ở Rafah đã thay đổi đáng kể trong vài tuần qua do cuộc sơ tán hàng loạt người Palestine. Quan chức cấp cao của Mỹ cho hay, các hoạt động ở Rafah mà Israel đã điều chỉnh và áp lực quân sự mà lực lượng phòng vệ Israel đang gây ra đối với Hamas ở đây có thể dẫn đến một số cơ hội để đưa thỏa thuận con tin trở lại đúng hướng. Tuy nhiên, quan chức Mỹ cũng cho rằng Việc tính đến một số khuyến nghị của chính quyền liên quan đến kế hoạch của Rafa đã cho phép Israel có khả năng cải thiện vị thế của mình trong các cuộc đàm phán thay vì làm tổn hại đến nỗ lực này. Thưa quý vị, sau khi công tố viên trưởng Tòa án hình sự quốc tế ICC Karim Khan đề nghị ICC bắt giữ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant cũng như các thủ lĩnh hàng đầu của phong trào Hồi giáo Hamas vì các hành động của họ trong cuộc xung đột ở dài Gaza, cộng đồng quốc tế đã có những phản ứng trái chiều về thông tin này. Trong một tuyên bố vào tối 20 tháng 5, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định lệnh bắt giữ của Tòa hình sự quốc tế ICC với ông nếu được thông qua là vô lý và sai lầm không chỉ chống lại Thủ tướng và Bộ trưởng Quốc phòng Israel, mà còn chống lại toàn bộ nhà nước Israel. Ông Netanyahu chỉ trích công tố viên ICC lạm dụng quyền hạn và đổ thêm dầu vào lửa chủ nghĩa bài do Thái. Mỹ, đồng minh quan trọng của Israel cũng đưa ra các phản ứng mạnh sau thông tin trên. Quốc hội Mỹ và Nhà Trắng chỉ trích đề xuất này là việc đánh đồng hành vi của Israel với vụ tấn công ngày 7 tháng 10 năm ngoái của Hamas. Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố, Hãy để tôi nói rõ, Mỹ bác bỏ đơn xin lệnh bắt giữ các nhà lãnh đạo Israel của ICC. Dù những lệnh này có hàm ý gì đi nữa, thì không có sự tương đương giữa Israel và Hamas. Những gì đang xảy ra không phải là tội diệt chủng và Mỹ sẽ luôn sát cánh cùng Israel, cũng đưa những mối đe dọa chống lại an ninh của nước này. Trong khi đó, trái ngược với Mỹ, Liên minh Châu Âu (EU) ủng hộ Tòa án Hình sự Quốc tế ICC vì vai trò trung tâm của cơ quan này trong việc mang lại công lý cho các nạn nhân trong mọi tình huống thuộc thẩm quyền của mình. Người phát ngôn EU Peter Stano cho biết, trong bối cảnh hiện nay, Liên minh châu Âu nhắc lại rằng Tòa án hình sự quốc tế là một tổ chức quốc tế quan trọng và độc lập, có nhiệm vụ truy tố những tội ác nghiêm trọng nhất theo luật pháp quốc tế. Cùng quan điểm trên, Pháp và Bỉ tuyên bố ủng hộ Tòa án hình sự quốc tế ICC về lệnh bắt giữ các nhà lãnh đạo Israel và Hamas. Bộ trưởng Ngoại giao Bỉ Hazar Labib đăng trên mạng sau X nhấn mạnh, tội ác đã xảy ra tại Gaza phải bị truy tố ở mức cao nhất, bất kể thủ phạm là ai. Về phần mình, Bộ ngoại giao Trung Quốc hôm 21 tháng 5 cho biết, có sự đồng thuận lớn trong cộng đồng quốc tế nhằm chấm dứt ngay cuộc chiến ở Gaza và chấm dứt cuộc khủng hoảng nhân đạo đối với người dân Palestine. Trung Quốc hy vọng ICC sẽ giữ quan điểm khách quan về yêu cầu của công tố viên. Dự kiến hội đồng thẩm phán của ICC tại Hà Lan sẽ xem xét lệnh bắt trước khi ra phán quyết. Giới quan sát cho rằng thực tế ngay cả khi lệnh bắt được phê chuẩn, ICC cũng không có thẩm quyền thực thi lệnh bắt mà điều này nằm ở nghĩa vụ của 124 nước thành viên nếu quan chức Israel hay Hamas nói trên đặt chân lên lãnh thổ. Tuy nhiên, ở một góc độ khác, nếu lệnh bắt giữ được thông qua cũng cho thấy nỗ lực của cộng đồng quốc tế trong việc yêu cầu các bên dừng ngay cuộc xung đột hiện nay tại Gaza. Ông Stephanie Duzaric, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc mới đây cho biết, cơ quan này đã lên kế hoạch lập các tuyến đường mới trong giải Gaza để vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo từ cầu tàu do Mỹ lắp ghép nổi trên biển ngoài khơi Gaza. Đây là nỗ lực mới nhất của cộng đồng quốc tế nhằm đảm bảo dòng hàng viện trợ đến với người dân Palestine ở giải đất này. Trong bối cảnh hoạt động này gặp khó khăn sau khi nhiều xe tải chở hàng không đến được kho chứa theo đúng kế hoạch. Hoạt động vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo vào Gaza từ cầu tàu do Mỹ thiết lập ở ngoài khơi giải đất này đã bắt đầu từ ngày 17 tháng 5 vừa qua. Liên Hợp Quốc tham gia điều phối hoạt động này. Những chuyến hàng đầu tiên đã được 16 xe tải đưa vào giải đất ven biển này qua cầu tàu do Mỹ mới xây dựng. Tuy nhiên, một quan chức Liên Hợp Quốc ngày 20 tháng 5 cho biết chỉ có 5 xe tải chở hàng đến được kho hàng của chương trình Lương thực Thế giới WFP ở Gaza trong ngày 18 tháng 5. Trong khi đó, 11 xe khác không thể đến được kho hàng của WFP vì người dân Palestine đã lấy lương thực trên xe khi đoàn xe này đi qua khu vực khó có thể tiếp cận với viện trợ nhân đạo. Trả lời báo giới ở New York, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cho biết, sau khi xảy ra sự cố trên, hoạt động vận chuyển hàng từ cầu tàu vào Gaza đã bị đình trệ từ ngày 18 tháng 5. Trong khi đó, việc các cửa khẩu trên bộ bị tạm đóng cửa cũng gây khó khăn cho hoạt động viện trợ ở Gaza, cũng như thành phố Rafah ở phía nam Gaza, nơi khoảng 400.000 người vẫn đang tránh trú. Hoạt động phân phát hàng viện trợ do Liên Hợp Quốc thực hiện tại Rafah đã phải tạm ngừng còn người dân ở các khu vực Trung Gaza vẫn có thể nhận được những phần ăn nhỏ với số lượng giới hạn, song nguồn lương thực này cũng chỉ đủ trong vài ngày tới. Nối tiếp chương trình sẽ là một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Joe Biden mới đây đã chỉ trích kịch liệt đối thủ tranh cử Donald Trump khi ông chia sẻ một video có từ ngữ liên quan đến Đức Quốc xã. Theo Axios, cựu Tổng thống Donald Trump ngày 20 tháng 5 đã chia sẻ một video lên trang mạng xã hội True Social, trong đó kêu gọi thành lập một đế quốc thống nhất nếu ông tái đắc cử vào tháng 11. Từ gốc được sử dụng là Greif, thuật ngữ tiếng Đức từng được Đức Quốc xã sử dụng. Một người phát ngôn của chiến dịch tranh cử của ông Trump sau đó cho biết bài đăng đã bị gỡ. Vì này giải thích rằng đoạn video do một tài khoản trực tuyến ngẫu nhiên tạo ra và được một nhân viên của chiến dịch chia sẻ mà không phát hiện từ ngữ được sử dụng trong đó. Sau khi vụ việc xảy ra, Tổng thống Biden đã tuyên bố trong một video đăng trên mạng xã hội X ngày 21 tháng 5. Một đế chế thống nhất ư, đó là ngôn ngữ của Hitler, đó không phải là ngôn ngữ của nước Mỹ. Tại một sự kiện gây quý cùng ngày ở thành phố Boston, ông Biden tiếp tục nhắc lại vấn đề này và cho rằng đó không phải là ngôn ngữ mà Tổng thống hay bất kỳ người dân Mỹ nào sử dụng. Tổng thống Biden cho biết, khi ông Trump gỡ đoạn video đó xuống và chúng ta nhận được lời báo chữa khập khiễng rằng một nhân viên đã đăng nó, chúng ta phải biết rằng chính ông Trump là người kiểm soát tài khoản mạng xã hội của ông ta, bởi ông ta hoanh hoang rất nhiều về sự kiểm soát. Đó không phải là lần đầu ông Trump làm điều này. Phó thư ký báo chí Nhà Trắng Andrew Bates ra tuyên bố gọi hành động của cựu tổng thống là điều đáng hổ thẹn khi tuyên truyền nội dung liên quan chính quyền Đức Quốc xã dưới thời Adolf Hitler. Theo AFP, ông Trump không trả lời câu hỏi của phóng viên về đoạn video khi ông đến tòa dự phiên xét xử hình sự ở New York ngày 21 tháng 5. Thưa quý vị, nhiệm kỳ 5 năm của ông Volodymyr Zelensky trên cương vị tổng thống đã kết thúc vào hôm 20 tháng 5. Tuy nhiên, theo hiến pháp của Ukraine, ông Zelensky sẽ tiếp tục nắm quyền khi tình trạng thiết quân luật hiện tại không cho phép tổ chức một cuộc tổng tuyển cử. Chính vì vậy mà tính chính danh của ông Zelensky với tư cách là tổng thống Ukraine đang trở thành vấn đề được dư luận quan tâm. Trước bối cảnh trên, nhà văn Ukraine Sergei Madukov mới đây đã bày tỏ rằng quyết định của ông Zelensky không kháng cáo lên tòa án hiến pháp để xác nhận tính hợp pháp của ông với tư cách là tổng thống Ukraine sẽ làm suy yếu quyền lực của ông ở phương Tây. Trong một bài báo cho tạp chí Newsweek của Mỹ, ông Sergei Maidukov cho biết, tôi tin rằng quyết định không kháng cáo lên tòa án hiến pháp của ông Zelensky gây ra rủi ro đáng kể cho cả ông ấy và toàn bộ người dân Ukraine. Ông Maidukov lưu ý rằng một số nhà lãnh đạo thế giới từ lâu đã coi ông Zelensky là trở ngại chính cho việc giải quyết ngoại giao cho cuộc xung đột ở Ukraine. Đặc biệt, ông trích dẫn các nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc và Hungary làm ví dụ. Theo ông Maidukov, sau ngày 20 tháng 5, những nghi vấn về tính hợp pháp của ông Zelensky có thể buộc các đối tác chủ chốt của Kiev ở phương Tây nghiêng về hướng này. Ông Maidukov kết luận, sự không khoan nhượng của Tổng thống Ukraine có thể không được chấp nhận đối với những người chơi chủ chốt và họ sẽ cố gắng loại bỏ ông ấy với lý do bất hợp pháp về mặt chính trị, với hy vọng rằng một nhân vật dễ tinh hơn sẽ lên nắm quyền Tổng thống. Nhiệm kỳ của ông Zelensky khách hạn vào ngày 20 tháng 5. Cuộc bầu cử tổng thống ở Ukraine vào năm 2024 đã bị hủy bỏ với lý do thiết quân luật và tổng động viên. Ông Zelensky tuyên bố rằng cuộc bầu cử bây giờ không phải là thời điểm thích hợp. Người đứng đầu Hội đồng An ninh Nga, cựu Tổng thống Dmitry Medvedev hôm 20 tháng 5 lập luận rằng, bằng cách hủy bỏ cuộc bầu cử, nhà lãnh đạo Ukraine đã nhổ vào hiến pháp quốc gia, phớt lờ tòa án hiến pháp và chọn cách tiếm đoạt quyền lực tối cao. Phát biểu với hãng tin TASS, ông Medvedev cho rằng ông Zelensky lo ngại phải đối mặt với sự cạnh tranh với cựu tư lệnh quân đội Ukraine, tướng Valery Zaluzhny và cựu tổng thống Poroshenko vì họ sẽ có quá nhiều con át chủ bài. Cùng ngày, cơ quan tình báo đối ngoại Nga SVR tuyên bố rằng những người phương Tây ủng hộ Kiev đang thực sự quan ngại trước việc sự ủng hộ của công chúng dành cho tổng thống Volodymyr Zelensky đang giảm nhanh chóng. SVR cho biết Mức độ ủng hộ dành cho Volodymyr Zelensky đã giảm xuống 17% và tiếp tục giảm. Hơn 70% công chúng không tin tưởng vào tất cả các phương tiện truyền thông Ukraine, trong khi khoảng 90% muốn rời khỏi đất nước. Ngay cả trong số quân đội, những người đang phải chịu sự điều chỉnh liên tục về ý thức hệ, mức độ nổi tiếng của Zelensky vẫn ở mức dưới 20%. SVR cho biết, các quốc gia phương Tây đã thúc giục chính phủ Zelensky tăng cường nỗ lực tuyên truyền để người Ukraine lo sợ rằng chiến thắng của Nga sẽ dẫn đến thảm họa cho họ. Tuyên bố của SVR tiếp tục cho biết, Tổng thống Zelensky, trong khi lo sợ sinh mạng chính trị của mình, cũng đã tiến hành một cuộc thanh trừng trong bộ máy quân sự và an ninh để loại bỏ các mối đe dọa có thể xảy ra đối với quyền lực của ông. Tuyên bố gần đây của Kyiv rằng một âm mưu của các quan chức cấp cao nhằm ám sát Zelensky đã bị vạch trần là rõ ràng là hư cấu và xuất phát từ cuộc đàn áp những người bất đồng chính kiến. Khiếu nại pháp lý về việc Zelensky vẫn tiếp tục tại nhiệm từ ngày 21 tháng 5 đang gây tranh cãi. Hiến pháp Ukraine cấm một số quy trình dân chủ nhất định dưới tình trạng thiết quân luật, chẳng hạn như bầu cử quốc hội hoặc trưng cầu dân ý về sửa đổi hiến pháp, nhưng không nêu ra những hạn chế tương tự đối với các cuộc bầu cử tổng thống. Cựu nghị sĩ Ukraine Superidon Klinkariov phát biểu với hãng tin Regnum hồi đầu năm nay rằng Ukraine có luật cho phép không tổ chức bầu cử quốc hội trong thời chiến, nhưng không có quy định nào như vậy đối với tổng thống. Ông Klinkariov nhấn mạnh. Vì vậy, ngay cả trong thời gian này, Zelensky buộc phải tổ chức bầu cử. Thay vào đó, ông ấy sẽ đề cập đến quy chuẩn, trong đó tuyên bố rằng quyền lực của Tổng thống mới được bầu sẽ có hiệu lực sau khi quyền lực của Tổng thống hiện tại hết hạn. Các quan chức chính phủ cấp cao lý luận rằng việc tổ chức một cuộc bỏ phiếu toàn quốc trong hoàn cảnh này sẽ không an toàn cho cử tri và cực kỳ tốn kém. Một số phương tiện truyền thông thân thiện với ông Zelensky lập luận rằng, trong một cuộc bầu cử giả định, sự nổi tiếng của Zelensky sẽ khiến ông trở thành lựa chọn mặc định của người Ukraine. Chi nhánh tiếng Nga của đài truyền hình Anh BBC tuyên bố hôm 19 tháng 5 trên mạng xã hội X, trước đây là Twitter rằng, nhiều người ở Ukraine thấy việc tổ chức bầu cử là vô nghĩa nếu người chiến thắng rõ ràng đã nắm giữ chức tổng thống. Không một chính trị gia Ukraine nào ngày nay có thể so sánh với Zelensky về mức độ tin cậy và hỗ trợ. Trước đó, trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc ngày 17 tháng 5, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết vấn đề về tính hợp pháp của zelensky là điều mà hệ thống chính trị và pháp lý của ukraine phải giải quyết trước hết là tòa án hiến pháp ông lưu ý rằng hiến pháp nước này cho phép có các lựa chọn khác nhau ông putin giải thích nhưng đối với chúng tôi điều này rất quan trọng vì nếu phải ký bất kỳ văn bản nào chắc chắn chúng tôi nên ký các văn bản về một vấn đề quan trọng như vậy với các cơ quan hợp pháp ông putin cũng cho biết thêm rằng điện kremlin duy trì liên lạc thường xuyên với tổng thống zelensky trước khi xung đột nổ ra trên kênh YouTube của mình, chuyên gia Alexander Mercuris cho biết, các quân nhân Ukraine gửi hết lá thư này đến lá thư khác đến Kiev, xin phép rút lui. Họ sợ đường bị cắt và phàn nàn rằng họ không nhận được quân tiếp viện và đạn dược. Họ báo cáo rằng họ có thể thất thủ. Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky và Tổng tư lệnh Syrsky phớt lờ mọi yêu cầu rút quân. Theo ông Mercuris, giới lãnh đạo Ukraine yêu cầu các quân nhân phải đứng và chết, bất kể có nên bảo vệ một khu vực nhất định của mặt trận hay không, trong bối cảnh mất nhiều nhân sự, nhà phân tích lưu ý rằng lực lượng vũ trang Ukraine đã phải đối mặt với thái độ như vậy từ chính quyền Kiev trong các trận chiến khác, đặc biệt là trong trận chiến ở Mariupol. Thông tin này của ông Mekorit đã khiến truyền thông phương Tây sốc. Trong khi đó, quân đội Nga trong những tháng gần đây đã gây ra một số thất bại nghiêm trọng cho lực lượng vũ trang Ukraine trong khu vực hoạt động đặc biệt và giải phóng các khu định cư quan trọng như Avdivka, Marinka và Ocheretin, cũng như một số lượng lớn các ngôi làng khác ở Donbass. Ngoài ra, quân đội Nga tiếp tục tiến sâu vào tuyến phòng thủ quân đội Ukraine ở khu vực Kharkov và gây thiệt hại nhân lực trang bị của quân đoàn nước ngoài. Các lữ đoàn cơ giới 24, 42 Ukraine, lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 125 tại các khu vực đông dân cư, Lukyansky, Veseloe, Gosnoe của vùng Kharkov. Ngày 21 tháng 5, Bộ Quốc phòng Nga cho hay, một nhóm lính bắn tỉa Nga với sự yểm trợ của các đơn vị thuộc lực lượng tấn công trên không có căn cứ tại Usurisk đã phát hiện ra một trọng điểm của Ukraine gần Abdiivka và Kodiumovka thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng. Trong quá trình trinh sát các vị trí của Ukraine, lính dù đã phát hiện ra hệ thống phòng không, các vũ khí quan trọng của đối phương và trong ngày hôm đó đã loại khỏi phòng chiến đấu các lực lượng của Kiev bằng những vũ khí nhỏ và súng bắn tỉa sau khi trời tối lính dù đã bắt đầu tấn công khiến cho đối phương suy sụp bằng những cuộc tấn công chính xác từ súng phóng lựu và chế áp đối phương bằng hỏa lực lính dù tận dụng ban đêm để tiến vào thành trì của ukraine quân đội nga đã kiểm soát trọng điểm này đồng thời tấn công dồn dập đối phương các lực lượng của ukraine phải rút lui và một số binh lính đã đầu hàng theo bộ quốc phòng nga quân đội nước này đã cải thiện vị trí chiến thuật ở kupiansk đồng thời tấn công ba lữ đoàn của đối phương ở abdibka Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 20 tháng 5 cho biết các lực lượng của Moscow đã phá hủy 9.700 pháo và súng cối của Ukraine từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt. Tổng cộng những vũ khí sau đây đã bị phá hủy kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự. 601 chiến đấu cơ, 274 trực thăng, 24.419 UAV, 523 hệ thống tên lửa đất đối không, 16.097 xe tăng và xe bọc thép, 1.305 hệ thống tên lửa phóng loạt, 9.700 pháo ra chiến và súng cối cùng 21.842 phương tiện quân sự đặc biệt. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Nếu yêu thích chương trình, quý vị đừng quên ấn like và subscribe để ủng hộ kênh YouTube của Báo điện tử VOV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.